Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội chính thức thành lập vào ngày 5 tháng 8 năm 2009 và có trụ sở chính đặt tại Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội với diện tích lên đến hơn 10 hectare. CPC1 Hà Nội tự hào khi có nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP WSO và đang hướng đến tiêu chuẩn EU GMP trong tương lai. Mang trong mình sứ mệnh tiên phong, CPC1 Hà Nội luôn đi trước đón đầu những công nghệ sản xuất mới với các dây chuyền hiện đại bậc nhất như các dây chuyền sản xuất ống uống FFS, viên nang mềm, chai xịt vỏ nhôm BOV, shop bag và inhaler tạo ra các chế phẩm thuốc đa dạng và chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Nổi bật nhất là dây chuyền BFS. Đây là công nghệ sản xuất thuốc lỏng đựng trong ống nhựa, quá trình sản xuất khép kín, hoàn toàn tự động với sản lượng 20.000 ống một giờ và vận hành liên tục trong 30 ngày. Đặc biệt, năm 2019, công ty đã nhập thêm dây chuyền BFS mới, chuyên sản xuất dòng sản phẩm tra mắt vô trùng sử dụng một lần với dung tích nhỏ, không chứa chất bảo quản, an toàn và tiết kiệm cho người sử dụng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Bên cạnh đó, CPC1 Hà Nội đã đầu tư xây dựng khu nuôi cấy vi sinh vật hiện đại bậc nhất, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về sản xuất dược phẩm, hứa hẹn mang đến một tương lai xanh cho ngành dược phẩm tại Việt Nam. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dược phẩm, CPC1 Hà Nội đã ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ EU GMP với tập đoàn Richterman vào ngày 4 tháng 9 năm 2020 và thực hiện nhiều thay đổi để nhanh chóng nâng tầm tiêu chuẩn chất lượng dược phẩm lên EU GMP. Một dấu ấn đáng ghi nhớ trong quá trình phát triển của CPC1 Hà Nội là trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tiên trong ngành dược phẩm tại Hà Nội. Một sự kiện quan trọng khởi đầu cho bước phát triển mới đầy mạnh mẽ của công ty. Với đề tài 592 của Bộ Khoa học và Công nghệ, CPC1 Hà Nội tự hào khi đã tự nghiên cứu sản xuất và lưu hành trên thị trường các sản phẩm chuyên khoa Jensenic, Panolo BFS và Hemotoxin. Trên nền nghiên cứu sâu và ứng dụng các công nghệ sản xuất hiện đại, CPC1 Hà Nội không ngừng phát triển danh mục các sản phẩm chuyên khoa sâu. Cũng trong năm 2020, với mã chứng khoán DTP chính thức lên sàn chứng khoán Upcom, CPC1 Hà Nội chính thức trở thành công ty đại chúng và sau hơn một năm hoạt động, mã DTP vẫn không ngừng tăng trưởng ổn định. Bên cạnh việc nghiên cứu sản xuất và kinh doanh, nhiều hoạt động cộng đồng xã hội như tài trợ hàng triệu liều dung môi hoàn nguyên vaccine Pfizer trong chương trình tiêm chủng quốc gia, thuốc điều trị và phòng dịch cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch, đồng hành khám chữa bệnh mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, ủng hộ thuốc phòng bệnh cho đồng bào lũ lụt, thể hiện trách nhiệm xã hội của CPC1 Hà Nội. Trải qua quá trình thành lập và phát triển, hiện nay CPC1 Hà Nội đã lớn mạnh với 3 chi nhánh chính ở Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và 5 văn phòng đại diện ở Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nghệ An, Thanh Hóa và Hải Phòng, mở rộng hệ thống phân phối rộng khắp trên 63 tỉnh thành của Việt Nam và có mặt ở 16 quốc gia trên thế giới như Yemen, Peru, Philippines, Đài Loan, UAE. CPC1 Hà Nội, tiên phong công nghệ dược phẩm.